Xin chào tất cả các bạn. Đây là kênh YouTube của Nhi Gấu. Ngày hôm qua thì Gấu có đi siêu thị Hàn Quốc thì có thấy ba loại sốt này thấy rất là lạ nên muốn về thử. Đầu tiên là sốt cà ri. Sốt này là sốt cay cà ri. Mình chỉ cần bỏ trong lò vi sóng quay lên trong vòng 3 phút là có thể sử dụng được rồi. Mình dùng với lại mì. Ở đây có hướng dẫn thì kêu là dùng với lại mì và cơm. Sốt thứ hai là cha cha, là thịt heo. Cái này mình ăn với mì với lại cơm cũng được luôn. Cái này trên phim Hàn Quốc người ta hay ăn đó. Và cái này là thịt bò viên. Cái này thì mình ăn với cơm cũng được, mà ăn với mì spaghetti cũng được. Thì ba cái này mỗi cái thì mình có mua với giá là 74.000. Với lại có mua một phần cơm. Phần cơm này chỉ cần tháo bịch ra, bỏ vô lò quay là mình có thể dùng được luôn. Phần cơm này là 35.000. Thì bây giờ Gấu sẽ mở ra nha. Chưa bao giờ mà ăn như vậy đó. Rất là dễ luôn. Ở trong thì bịch nó như này. Tôi sẽ đổ ra một cái gì để quay lên. Thơm quá.
와. 와. thơm lắm. Thơm giống như là spaghetti mà được ăn spaghetti ở nhà hàng vậy đó. Mà cái dĩa nóng rồi là nóng luôn. Bây giờ là đến cha cha ăn.